Rồi chào anh em nha. Thì hôm nay tiến hành ráp cái cục máy Win ở Quảng Nam vô anh em ơi. Xe này mình đã đi làm dên về rồi nha anh em. Thay bạc đạn của vô rồi. Bích tông xoay lên cốt 2, làm lại cặp bắp. Còn cái đê nồi thì đi tán lại rồi anh em ơi. Tán đê nồi bữa qua quên đi làm tán lại rồi. Cặp đê nhôm của nó này, đê nhôm còn đẹp ha. Riêng cam cò xe này lát nữa mình cũng thay luôn nha anh em. Kiểm tra lại thấy núi cam nó thấp quá rồi. Với cặp cò nó biết nè, biết khá nhiều. Chạy không được bao lâu nữa là nó sẽ lột. Tiến hành mình chụp cái lốc giữa vô. Thì đây mình ráp tới cái nồi rồi nha anh em. Như đã nói trong cái video hôm qua trên kênh Linh Nguyễn bài bài cái đế nhôm này mày. Thì đây, đây là một cái đế nhôm của Win nha anh em. Cái đê nhôm của Nguyên thì nó khác với lại riêng mình con cái là cái chân này nó dài hơn nha anh em. Chân này nó dài hơn khoảng 1 ly. Cho nên khi mà anh em thay mình đây mình thay cái đê nhôm của quay vô nè cho nó đỡ giọng nè anh em. Thì anh em phải canh thêm bông đền ha. Đó. Xe thì bơm nhớt, giò đạp, đồ nồi niêu son chảo của khách thì còn bộ nhôm còn ok hết ha. Đó. Còn nó hú hay không thì lát nó chạy biết nha anh em. Rồi khi mà anh em ráp như vậy thì thằng Nguyên nó chỉ có dày thôi ha. Cái nụ Amaya đây nó sẽ ép vô cái bạc đạn đây, nó cắt Amaya. À, cho nên anh em canh như thế nào? Canh là mình canh nồi ra, nồi vô thì có thể mình phải theo cái cần này nè anh em. Anh em đừng có để mà cái nồi này nó ra quá là nó tự cắt Amaya luôn là nồi bị sút nha. Có nghĩa khi mình cái lẫy này mình bóp nè, nó đưa cái nụ lên. Nó đưa lên tầm khoảng 2 ly đến 3 ly là bắt đầu nó đụng cái bạc đạn này là được ha. Còn nếu như mà anh em cảm thấy bóp sâu quá mà chưa đụng nụ thì anh em phải bằng cách nào đó canh cho cái bạc đạn này nó ra ha. Đó. Hoặc là lý do anh em canh lá sắt bị dày quá nha. Cái đó nó cũng giống như sao 7 thôi. Mình canh sao mà nó vừa cái tầm cắt là được. Bây giờ mình tiến hành mình chụp vô nha anh em. Thì như vậy là mình cũng đã ráp xong rồi nha anh em. Cũng đã nổ máy chạy thử rồi. Nhưng mà bây giờ là tại vì cái co xăng này bắt theo cái chiều ngược lại để anh em gác lên đi quay thử nè. Bây giờ mình phải nới coi xăng ra mình mới mở được cái nắp xúc bắp nó bị cắn rồi nè. Rồi được rồi, mở ra được rồi nè. Nổ để mà nhớt thì mình thử cái nắp dưới nó đã bơm rồi nè. Nhưng mà bây giờ mình mở thử coi cái nắp trên coi nhớt nó lên mạnh hay không. Đây là một cái cục, mở ra chút xíu nữa. Đây là một cái cục máy Win của một anh trai ở huyện cái gì Nam Giang, Bắc Giang gì ở Quảng Nam đó nè. Thì anh mua xe thanh lý anh gửi vô cho mình làm. Xe này nhìn chung là phụ tùng còn ok nha anh em, chỉ có mình thay cái đế nồi với lại cái vô lăng như bữa qua mình đã nói. Thì mình nói với ảnh rồi, gắn cái vô lăng cũ lại cho ảnh xài thì ảnh về muốn thay thì ảnh thay. Nói chung là mình cũng đã chỉnh sửa lại cái vô lăng cho nó đỡ cọ cuộn lửa rồi anh em, với lại thay một cái cuộn lửa 6 tép nữa. Đây. Cái làm cái máy Win này khó canh nhất là cái bộ nồi nha anh em. Rồi chiếc lại đi. Cái bộ nồi như thế nào đó mà nếu mà giảm thiểu cái tình trạng mà giọng nồi á thì nó ok, chứ còn nó giọng quá thì đi cũng bực lắm anh em. Nguyên bản của nó là nó đã giọng. Tại nhiều lúc là mình làm phải nói rõ cho khách hàng nghe chuyện đó chứ mà. Rồi ok, giờ mình sẽ nổ máy nè. Đây này, quay đây. Cái này mình mới chế cái bát Amaya nha anh em. Chế tại vì anh khách không có gửi theo cái bát luôn, rất là khó chế cái bát Amaya để mà thử Amaya cho khách này, thử số này. Rồi lát nữa đoạn cuối mình sẽ quay mình chạy thử cho anh em xem ha. Bây giờ mình nổ máy test tại chỗ cho anh em xem nha. Một chập nhớt mới lên nè. Đó, anh em thấy nhớt rồi nào. Đó. Rồi. Bây giờ phải tắt cái máy lại nới ra dặn vô. Đó, chứ không là nhớt cũng chảy tè le. Hơi cực một tí nhưng mà không sao. Tại vì nguyên bản cái Win này thì họng ga nó quay vô trong chứ không phải nó được chưa, nó quay ra ngoài à, mình định nó bị cắn cái sườn quay đó. Làm mấy con máy này thì hơi cực chút xíu, chạy thử cũng may cho anh trai là cục máy này chưa có hú anh em ơi, rất là tuyệt vời. Nó hú cũng bo phép cái 17 á, đúng 17 á xíu, may là chưa
Được con hú. Rồi được. Xích vô đây. Xích vô cái rồi bịch bô, bịch bô e rồi cho anh em nghe ha. Máy cá chị lệ. Nồi. Anh em nghe thử nồi giọng không nha. Đây. Đây. Gan ti nhỏ thì làm đàng hoàng nha anh em. Rồi để sát vô nè. Amaya nè, quay càng Amaya nè, Amaya thả lỏng nha anh em. Amaya thả lỏng không có bóp này nha, chứ đừng nói là để bóp rồi. Đó. Được chưa? À, đi mấy góc máy đó. Bây giờ mình mới bóp nè. Đó. Rồi qua bên kia đi. Bên đây quay số nè. Xe này là 1 tới 3 lùi nha anh em, nguyên bản ha. 1 nè. Chạy nè, 2 nè. 3 nè, 4 nè nha. Bây giờ mình số 4 ha. Bây giờ mình để cái bánh xuống dưới đất này, mình bóp Amaya anh em nhìn nè nha. Thấy chưa? Cắt một liệm ha. Thả ra chạy nè. Đó, cắt nè. Số nào cũng vậy hết nha anh em. Các con mày giao ok ha. Rồi giờ sẽ móc ra mình chạy cho anh em xem nha. Máy trời con mà bảy luôn. Gan ti nhỏ nữa cho anh em nghe tiếng máy nha. Nè. Bình xưa của Boe là đúng. Rồi, ok. Xong hoàn thành. Chạy thử mình cũng đã chạy thử rồi, số má rồi. Nồi không hú nha anh em, nồi đặc biệt không hú hay ghê. Hơn cái bộ nồi này, mình tán lại đế cao su được các thứ rồi mà. Cũng không giọng không hú. Ô, cảm ơn cuộc đời. Đây. Xe thì cái dàn cam còn thay luôn nha anh em. Nè. Đó, thay cái cuộn lửa nè. Thay cái cuộn lửa cho khách luôn nè. Cuộn lửa nó phù, lửa này mà khách nói là 12 tép gì có 6 tép thôi nha, không có 12 tép nha. Cái vô lăng thì mình cậy mấy cái miếng từ ra mình bỏ nè, chốc rồi, dán keo lại nè. Đó. Cái đế này, phải anh em, cái đế này là ở trong cái bộ nồi của mình. Đó, mình chỉ lấy cái đế trong bộ nồi mình rồi mình thay cho cái đế đây nè, đế nó khuyết nè. Để win ha. Rồi xong, kết thúc video. Tạm biệt anh em, hẹn anh em trong cái video clip tiếp theo của mình nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha.